Xe đạp thể thao VIP chúng con xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam. Luôn có đủ xe đủ màu đủ size của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều cấu hình và có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Trong video này, shop tiếp tục giới thiệu và bán tới bạn sản phẩm mới và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng Cavinio, sản phẩm thương hiệu của Canada. Cavinio xe đạp địa hình Hoppy. Và với Cavinio Hoppy, hiện shop đã nhập về đủ màu, có 4 màu, đó là màu xanh, màu đen, màu ghi và màu trắng. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết cấu hình để bạn thích màu nào bạn xem màu đó, bạn thích xe nào bạn mua xe đó khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Mua xe đạp online rất đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, tôi giới thiệu chi tiết và bán cho bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Cavinio Hoppy. Đây là chiếc màu trắng rất sang trọng và lịch lãm. Cavinio Hoppy hiện đang có cấu hình full nhôm, tức là khung nhôm, phô tăng, tay lái, cọc, yên nhôm, vành nhôm, đuôi đĩa nhôm, may ơ nhôm. Và nhôm sử dụng nhôm cao cấp, chất sơn công nghệ ô tô, mối hàn được xử lý nhẵn mịn cùng với hệ thống tem phản quang. Rất đẹp, phong cách thời thượng. Sản phẩm là thương hiệu của Canada. Bạn thấy này, cờ Canada đây. Phun nhôm, tem phản quang. Sử dụng chiếc phuộc giảm xóc có khóa hành trình. Đây là khóa hành trình, tức là bạn cho giảm xóc hay không giảm xóc. Và nút bên này sẽ điều chỉnh độ giảm xóc cứng hay mềm. Xe đang được trang bị cặp vành bánh cỡ 27,5 inch với vành nhôm hai lớp của hãng Cavinio. Lăng hoa bằng thép, sử dụng cặp mê ơ của hãng Wazeng bằng nhôm mạ màu vàng, rất đẹp. Cắt CNC cùng với bi bạc đạn, chạy rất trơn xe. Lốp sử dụng lốp CST 27,5 x 1.95. Cavinio Hoppy đang lắp hệ thống phanh thủy lực, phanh dầu của hãng Nogen. Và bóp nhả rất dễ dàng kiểm soát tốc độ. Và phanh đĩa dầu này thì bóp rất chắc tay cũng như độ bền rất cao. Phanh dầu Nogen, đĩa phanh bằng thép, đường kính 160, tiêu chuẩn của xe đạp thể thao. Yên sử dụng yên mút bọc da PU da chống nước, một chiếc yên béo của hãng CRO. Yên này rất êm và rất mềm luôn. Cavinio Hoppy đã được trang bị bộ chuyển động 24 tốc độ với tay đề số LTGO A3, có 3 số tay đề đĩa và tay đề níp có 8 số, tức là xe này có 24 tốc độ. Gạt đĩa Shimano Touareg, gạt líp Shimano Touareg TI300, sử dụng níp 8 tầng của hãng ATA cùng với xích của hãng Mazda. Bộ đuôi đĩa bằng nhôm của hãng Rowil, 3 đĩa có chắn đĩa cốt vuông và sử dụng bi bạc đạn rất trơn và trơn nhẹ. Bi bạc đạn, xe này chạy cực trường cực trớn bởi vì cờ bánh 27,5 inch cùng với hệ thống bi bạc đạn trên sau, kiểm soát tốc độ bằng phanh thủy lực, phanh dầu, 24 tốc độ và tùy từng tốc độ, tùy từng cung đường, tùy từng địa hình, tùy từng lực đạp, bạn để số cho xích ở đĩa và nhíp phù hợp tối ưu lực đạp đưa lại sức khỏe cho bạn với chiếc Cavinio Hoppy này. Và đây là chiếc màu trắng rất đẹp, thanh lịch và sang trọng, có 4 màu trắng, ghi, đen và xanh. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại hotline 0983315936. Bạn đừng quên đăng ký kênh, shop sẽ luôn giới thiệu và cập nhật tới bạn nhiều sản phẩm mới vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.